nhà bè nước trái chia hai. Ai về gia đình ở Đồng Nai thì về, ai hỏi ai rồng chầu xứ quê ngựa tế Đồng Nai, nước sông trong sao dài lộn sông ngoài. Anh biết em thương người xa xứ nên anh mới lạc loài tới đây. A Ly Hòa Lơ, A Ly Hòa đó ơi. Tôi tên Hai. Anh Hai. Rồi bây giờ anh Hai tính đi đâu? Tôi cũng không biết nữa. Tôi cứ xuôi về phương Nam. Ở đâu có người thương tôi á, ở đó sẽ là quê hương thứ hai của tôi. Tôi nói vậy à? Dạ. Cô gì? Dạ em tên Đào. Ồ, tên Đào. Cô Đào có hiểu không? Dạ hiểu. Hiểu sao nè? À thì hiểu vậy đó. Hả? Bây giờ anh sao? Thì anh nói đại đi chứ anh cứ ấp ứng hoài sao được. Tôi đi á nha. Dạ, anh đi mạnh giỏi. Trời ơi, người ta đi rồi kìa. Thì anh nói anh đi tìm quê hương thứ hai của ảnh mà. Chàng ơi, thì quê hương thứ hai của ổng á là bà chứ ai nữa. À, rồi bây giờ tôi phải làm sao? Hò tiếp đi. À, hò. Nhẹ nhàng. Hò. Chứ tới đây thì ở lại đây. Dừng nào bên rễ xanh cây thì A Ly Hòa Lơ, A Ly Hòa Lơ. Dặm xa người đến đây với mảnh đất này, đâu biết con đường ngày mai ra sao, nhưng tin số phận chẳng lẽ nào. Một ngày mưa đến, một dòng suối đổ, làng sương trắng bay, bên kia đồi cây xanh lá
rồi mùa xuân đến, ngoài dương hoa nở, đàn bướm trắng bay trên lưng đồi mây bay thấp thoáng. Ôi nhớ, nhớ bóng dáng một con đò, nhớ bên nước xưa dần trăng hững hờ, cuối mặt nhìn quê hương trong mơ. Hãy giữ lấy tình yêu con người, dẫu cách ngăn đừng nghĩ ngày mơ. Một hôm nắng lên sum họp với những người đang chờ nhau, với những người biết chờ nhau. Anh Đào, thì hôm nay hai ca khúc mà anh Đào chọn cũng rất là hay và ý nghĩa, và bạn đã khéo léo đưa những cái hoạt cảnh và những cái thoại, những cái câu hò để đưa vô để nó làm phong phú hơn trong hai cái ca khúc của bạn. Nhưng mà không biết hôm nay là cái tông á, cảm giác là nó hơi bị thấp, mình phải chú trọng hơn về cái tông để làm sao để bật được cái giọng của mình nó sáng hơn. Mà đúng là hôm nay Đào chọn một cái dây nó thấp quá với lại cái giọng của Đào, bảo vệ hơi hay sao á, không dám thoát ra hết. Còn về dàn dựng thì theo anh thì cái bài này dàn dựng cũng tốt. Hy vọng rằng Đào, nếu như có lọt vào vòng trong tiếp tục, hãy nhớ mình có một giọng rất đẹp, mình phải khoe giọng của mình. Một cái câu chuyện của cái hoạt cảnh này, ông cha ta đi mở đất không đơn giản như vậy. Cái đấu tranh ở đây, hồi nãy bạn đưa ra những cái xung đột, những cái mà nó làm đột biến cái tình yêu của các bạn, cái khó khăn nó không có rõ ràng, phải cụ thể hơn, thì cái hạnh phúc này nó sẽ được nhân lên gấp đôi. Và những ca khúc của bạn, mặc dù nó mang tính chất minh họa cho câu chuyện, nhưng nó sẽ dẫn người ta vào một cái cảm xúc đầy đủ, và người ta cảm thấy rằng khi xem tiết mục này, người ta yêu quê hương hơn hơn bao giờ hết. Cảm ơn bạn. Xin được cảm ơn phần nhận xét của ban giám khảo. Và bây giờ là số điểm của ban giám khảo dành cho thí sinh Trương Anh Đào. Xin mời nghệ sĩ ưu tú Kim Tử Long, 9,5. Xin mời nghệ sĩ Trung Dân, 9,5. Và xin được giữ lại điểm số của nghệ sĩ ưu tú Vân Khánh. Còn bây giờ là số điểm của khán giả tại trường quay bình chọn cho Trương Anh Đào. Xin mời quý vị. Chín phẩy bốn điểm. Xin được chúc mừng. Thưa quý vị, qua phần dự thi của mình, thí sinh Trương Anh Đào đã kể cho chúng ta nghe về những con người đi mở cõi đã làm nên dải đất phương Nam màu mỡ và giàu có của ngày nay. Và cũng ở mảnh đất phương Nam ấy, vẫn còn biết bao nhiêu điều kỳ thú luôn được gìn giữ và bảo lưu qua năm tháng. Và người phương Nam qua bao thăng trầm vẫn giữ nguyên cái khí chất của những người mở cõi, sống hồn hậu với thiên nhiên và chan hòa với nhau. Và trong câu chuyện sau đây, chúng ta hãy cùng đến với những người dân phương Nam chân chất ấy, cùng lắng nghe những tâm tình của họ. Và người kể chuyện cho chúng ta đó là một cô gái đến từ vùng đất Phù Sa, thí sinh Bảo Ngọc. Miền Cần Thơ lên lẹ lên. Ủa cậu ba, sao tới chỗ hát mà đi tới nhà vậy? Nhà khán giả, mày lên lẹ đi đó, cái thay mập của tao hồi chìm xuồng giờ. Nhà khán giả hả? Ừ. Khán giả khán nước có uống nước được không? Vô đại đi lẹ đi. Rồi đó. Cậu ba đờ mà cũng có khán giả yêu thích cậu ba nữa hả? Khán giả của mày. Cậu ba này, con hát gì đâu mà có khán giả. Trời ơi, mày không nhớ hả? Hôm bữa mày thế giai cho con Đào Mộng Thảo đó. À, cái tuồng à Tiêu Anh Phụng con đóng vai Thống Mỹ Lan phải không? Thì đó. Ủa bữa đó mình hát ở đâu cô ba? Cà Mau. Cà Mau. Ừ. Vậy cái nhà của vị khán giả này ở đâu? Cần Thơ. Không nha, khán giả từ Cần Thơ
chèo xuồng tới Cà Mau coi con hát. Xong rồi coi hát xong chèo thuyền từ Cà Mau về Cần Thơ. Khán giả này rảnh dữ à. Gì vậy? Ở đâu có cải lương thì ở đó có khán giả thôi. Mày cũng ngộ nữa. Còn ba dốc tổ. Nè, tao nói cho biết, con Đào Mộng Thảo tao nghe đâu á là nó đi lên Sài Gòn nó thâu tiếng rồi đó. Ha, tối nay không có người hát, đoàn đang kiếm người thế đó. Cậu ba. Gì? Cậu ba nói gì? Cậu ba nói kiếm người thế hả? Ừ. Con thế. Mày hát được không? Hát được, trời, con ngồi cánh gà con coi hát tuồng nào con thuộc hết chân trời. Hát được tao giới thiệu. Để con vô nhà. Ê. Vô màn hát. Bảy. Nhà của ông ta tự nhiên mày lủi đầu vô. Thì con nép bên đây thôi. Cậu ba kỳ trống đi rồi con mới hát được. Ở đây giữa đồng không ông quạnh rồi trống đầu kỳ. Lấy cái lù kỳ trống giả bộ thôi. Giả bộ nha. Giả bộ thôi. Nè tao kỳ ha. Rồi. Tung 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 chen. Con hát có được không cậu ba? Rất được. Cậu ba coi được mà không biết khán giả có coi được không cậu ba? Chắc chắn được. Ôi, trời đất ơi trời. Sao? Chị hai coi nó hát được không? Má. Ê. Ngọc ơi. Chạy đâu? Ngọc ơi. Thôi, mày định trốn chứ chừng nào? Bước lên. Ngọc ơi, con có biết là má tìm con cực khổ lắm không con? Má. Má ơi, con cũng có về Tiền Giang tìm má. Nhưng mà người ta nói người ta không có gặp má. Con cũng nhớ má lắm. Má ơi, má đừng có giận con nữa nghe má. Trời ơi, khó khăn lắm má mới gặp con. Nghĩ làm sao mà giận được hả? Mà nghe gánh của con hát ở đâu á, mà tới chỗ đó rồi mà con hát xong con đi mất tiêu à. Mà giận là giận cậu ba mày nè. Ôi trời đất ơi, tự nhiên sao mà giận tôi? Con nghĩ sao vậy? Nhà có một đứa cháu à, con tôi đứt ruột đẻ ra. Cậu biết nó mê ca hát, sao cậu không cấm cản nó? Nghĩ làm sao dắt theo đoàn rồi ngày đây mai đó con tôi xót. Cậu ác lắm. Nè chị nhớ lại đi, hồi xưa tôi mê gánh hát, ba má cũng cản, chị là người ủng hộ tôi. Bây giờ tôi thấy cháu tôi nó mê, không lẽ tôi không giúp nó hả chị hai? Vậy là cậu muốn cuộc đời của con nhỏ nó lông tông như cuộc đời cậu đúng không cậu ba? Chị hai, bữa nay tôi dẫn nó về đây, tôi trả nó cho chị. Cho nó theo nghề hay không là tùy chị. Ngọc, coi như 2 năm rồi á, má cho con đi theo cậu ba đi chơi với lại mấy cô mấy chú ở trong đoàn. Vui rồi hen.
thỏa mãn rồi hen. Bây giờ đi về quê với má, ổng có đi theo nữa, lòng bông vậy má xót lắm. Nghe không? Về với má nha con. Đi. Má, má ơi, con cũng thương má lắm. Má cũng thương con mà. Nhưng mà má đừng có bắt con chọn nghề với má. Con được hát, con được biểu diễn, đó là cái niềm ước mơ của con. Con xin má. Vậy là con không có thương má. Má dạy xong chết cho con vừa lòng nha con. Má, má ơi, con biết má thương con, chỉ mong con lớn lên yên bề gia thư, không phải đại đó mai đây để theo nghiệp ca cầm. Ngọc. Dạ. Tối nay gánh hát của con ở đâu? Má, má ơi, má ơi, vé người ta bán hết rồi. Con, má đừng có đến mà quậy đoàn người ta. Má đánh con đi, má giận thì má đánh con đi. Má đừng có quậy đoàn của người ta, người cái ta gì, bán gì, vé gì? Hết rồi. Mày tránh ra coi. Chị hai, mày tránh ra. Nè nghe, tôi nói với chị nha, chị phải nói rõ vụ này cho tôi à. Chị nói là nhớ nó, muốn gặp nó, rồi hẹn ở nhà mình ở Tiền Giang thì không tiện, chị mới xuống Cần Thơ, rồi chị mượn đỡ cái nhà của bạn chị để gặp nó, tôi dẫn nó tới đây. Bây giờ sao? Gặp được rồi chị chở cháu hả? Chị đòi quậy đoàn ta là sao? Nói cho đàng hoàng, không có tôi chơi khô máu với chị đó. Tôi lại má, má ơi, má đừng có làm gì. Trời ơi, tôi muốn tới đoàn coi con tôi hát cũng không được hay sao hả trời? Thì bà coi, tại mày đó, hồ đồ. Trời ơi, bà ta nói tao quậy đoàn hồi nào. Bây giờ coi hát hả? Cậu ba, má con cho con hát phải không cậu ba? Thì vậy là bà cho rồi. Má, má cho con đi hát phải không má? Cho chứ sao không cho. Hồi nãy má thấy coi con hát Tống Mỹ Tho gì đó, đã quá à. Má tới đoàn con cái kiểu Tống Mỹ Lan. Mỹ Lan, Mỹ Tho gì con gái má hát là má chịu rồi. Ôi, nè, nghe má nói nè, cái gì mình đam mê mình cố gắng hết mình để mình gửi tới bà con quý vị khán giả nha con. Dạ con hứa với má, con cảm ơn má. Cậu ba gì ở trong gánh cậu còn cái chân lo ủi đồ hay là nấu ăn gì không? Còn hai chỗ. Còn đúng hai chỗ còn luôn. Đúng hai chỗ luôn. Cho tôi nộp vô làm nghe. Trời, tự nhiên nay làm gì đòi theo đoạn hát vậy? Thì bây giờ hả, đi coi hát khỏi tốn tiền mà được ở gần con gái, cho xin theo ha. Chị gì đi. Dạ đi má. Mình đi nghe ngầu. Bảo Ngọc. Dạ. Với một cái vai diễn này thì anh nghĩ rằng rất là duyên dáng đối với em. Phải chi kịch bản này viết trở thành là một kịch bản hài luôn thì người xem sẽ cảm thấy nhẹ nhàng hơn, dễ chịu hơn. Đối với riêng anh thì Bảo Ngọc vô vai này rất là ngọt ngào, phù hợp.
em đã làm bộ tịch ca rất là tốt. Nhưng mà về cái phần sau á, cái phần mà mẹ và gặp con á, sau 2 năm á, cái bi nó chưa có lên tới. Nó chưa có làm cho người xem á, cái cảm giác như là tình mẹ thương con bao la như trời bể. Nhưng mà đối với anh, một cái tiểu phẩm như thế này nó cũng đã làm cho em tỏa sáng trong cái buổi thi ngày hôm nay. Xin cảm ơn em. Tôi cảm ơn bạn đã cho tôi xem một cái tiết mục cũng khá là hấp dẫn. Nhưng giá như bạn đem những cái khó khăn của sân khấu vào trong cái tiểu phẩm này, rồi cái xung đột đó được đẩy lên, cái người mẹ có một cái lý do cụ thể để không cho con mình đi theo cái nghề hát, để cái tuyến kịch của câu chuyện này nó phát triển. À, hôm nay cái vai diễn của em, chị cũng thấy được thấp thoáng đâu đó cái hình ảnh của chị lúc nhỏ, tức là cũng dạy như cha truyền con nối. Hôm nay có lẽ là em muốn đổi mới, thì hôm nay em cũng có hát đá qua chút xíu về nhạc và em có diễn kịch một chút. Nhưng mà thực sự khi mà em cất lên cái hát tụng cổ đó thì đúng rồi là cái giọng em quá hay. Mà chị nghĩ rằng là cái này là nếu như mà em có một cái truyền thống gia đình thì ngoài cái cuộc thi này ra em nên chú tâm về cái sở trường đặc biệt của mình và em đẩy cái đó mạnh hơn. Chúc mừng em. Và bây giờ là số điểm của ban giám khảo dành cho Bảo Ngọc qua tiết mục thi vừa rồi. Chúng tôi xin được mời nghệ sĩ ưu tú Kim Tử Long. 9,75. Xin mời nghệ sĩ Trung Dân. 9,5. Và bây giờ là thời gian của giám khảo khán giả tại trường quay bình chọn cho Bảo Ngọc. Điểm. Xin được chúc mừng. Thưa quý vị, trong đêm thi hôm nay, qua phần trình diễn của các thí sinh thì chúng ta sẽ được thấy lại những hình ảnh, những phong tục xưa mà ngày nay trong cuộc sống hiện đại thì đôi khi chúng ta bị lãng quên, không có nhiều cơ hội để thấy lại nữa. Và bây giờ chúng ta cùng theo chân một chàng trai với niềm say mê nghệ thuật xiếc đến với những hội làng truyền thống, nơi còn gìn giữ rất nhiều những trò chơi và thú vui dân gian. Xin mời quý vị cùng thưởng thức tiết mục của thí sinh Trịnh Thắng. Bà con, theo như thông lệ hàng năm đó, sau mỗi mùa vụ thành công thắng lợi thì làng của chúng ta đều tề tụ về đây để tổ chức ngày hội ăn mừng. Năm nay khác, năm nay thay đổi rồi, thấy không? Năm nay đã đặt chúng ta thi một cuộc thi, xong rồi chúng ta mới nhào vô ăn. Ăn cái gậy gậy không? Cuộc thi ngày hôm nay có tên là trèo cột mỡ. Hả? Trèo cột mỡ. Đấy chính là một cây cột. Nè, chàng trai nào ở trong cái làng này mà có thể trèo lên trên đó và lấy được nhiều cờ nhất thì người đó sẽ trở thành người chiến thắng. Yeah. Ủa? Hả? Phần thưởng là gì vậy không? Phần thưởng năm nay chính là được bà Mai. Hả? Lộn. Được bà Mai mai mối cho cô gái đẹp nhất cái làng này. Phần thi xin được phép bắt đầu. Lên. Cố lên, gắng lên con.
Rất là nhiều cái tiểu phẩm mà anh nghĩ rằng rất có giá trị. Đối với Trịnh Thắng sẽ còn làm nhiều trò hay hơn nữa, nhiều cái nó hấp dẫn hơn nữa. Nhưng đối với tiểu phẩm này thì anh thấy cái xiếc của em nó không có bật. Tôi thì có một cái suy nghĩ thế này. Để trở thành một diễn viên xiếc thì không đơn giản. Ngoài cái tình yêu còn có thể lực và thường xuyên tập. Một tiết mục xiếc mà chúng ta xem đơn giản vài phút trên sân khấu thì người diễn viên có nhiều lúc họ tập mấy năm. Cái câu chuyện bạn kể ngày hôm nay tôi thấy nó khá đơn giản. Giá như bạn thêm vô, trong cái trò chơi dân gian của Việt Nam mình, nó có kéo co nè, nó có đẩy cây nè. Bạn vận dụng những cái đó, tôi nghĩ rằng với khả năng xiếc của bạn, bạn có thể làm ra một tiết mục màu sắc hơn. Em đưa đến cho chương trình một cái bức tranh rất là sống động, một em có thể là thể hiện, tái hiện lại được một ngày hội dân gian. Cái đó là một điều rất là đáng quý. Nhưng em nên chú trọng hơn vấn đề là không cần phải thay đổi quá nhiều cái hình thức xiếc của mình. Cái sở trường của mình vẫn cứ phải phát huy, nhưng chú trọng đến cái kịch bản, làm sao để mà gây được cái sự thích thú cũng như là cái độ khó mà khi khán giả xem em thể hiện. Em cố lên nha. Thưa quý vị, và bây giờ là số điểm của ban giám khảo dành cho Trịnh Thắng. Xin được mời nghệ sĩ ưu tú Kim Tử Long. 9,5 điểm. Xin mời nghệ sĩ Trung Dân. 9,5. Và bây giờ là điểm số của giám khảo khán giả tại trường quay bình chọn cho Trịnh Thắng. Điểm. Xin được chúc mừng. Thưa quý vị, trong đêm thi hôm nay thì mỗi thí sinh sẽ có những cách khác nhau để thể hiện tình cảm của mình đối với quê hương và đất nước. Thí sinh sau đây sẽ chọn một đề tài rất là gai góc và không dễ gì thể hiện trên sân khấu, nhất là nghệ thuật sân khấu cải lương. Hôm nay với chủ đề quê hương đất nước, thí sinh này sẽ kể cho chúng ta nghe về những người con đêm ngày gìn giữ những mảnh rừng, từng cành cây ngọn cỏ, để những mầm xanh rồi sẽ trở thành những đại ngàn che chở cho mảnh đất quê hương chúng ta. Xin mời quý vị cùng đến với phần thi của thí sinh Phương Cẩm Ngọc.
Này, nè nè các cháu, uống miếng nước, uống miếng nước cho nó mát cái bụng. Dạ, dạ thưa già làng, à, rừng ở ngoài kia cũng đã được phủ kín, đồi trọc ở đây cũng đã lên xanh. Thôi, cho con xin phép được giờ đi nơi khác. Không, 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 không có đi đâu hết trơn, không có đi đâu hết trơn. Anh hứa là ở đây là trồng cây với em à. Rồi, rồi, Honey, Honey à, Honey, bình tĩnh, anh hứa sẽ ở đây chăm sóc với em nha. Đi, qua đây. Già làng, trồng cây, già làng. Trồng cây. Ồ, cái cây ha, cái cây của Honey ha. Cái mai mốt ha, trồng hết nó lớn, nó bự như vậy nè. Mọi người ơi, già làng ơi, có ai thấy Honey ở đâu không? Trời đất ơi, con mất tìm Honey rồi. Thấy Honey ở đâu không? Trả lời già làng ơi, con làm mất tìm Honey rồi. Ông cha cho mặt mày. Nó giả con mất tìm Honey rồi. Nó ngồi sau lưng mày kìa. Trồng cây á. Cái con này, tao nói hoài à, con Hernia nó không có được tính, mới để nó chạy lung tung. Cái con hưa lỡ này nè. Già làng, con giận già làng. Làm gì mà vậy? Con buồn luôn cả cái làng luôn. Sao vậy? Tên người ta đẹp muốn chết à, không kêu đâu. Tên người ta hơ lửa. Ê. Cái gì? Để tên ta hơ lửa nó. Đừng có nói, mày đừng có nói. Tôi muốn kêu tên tôi là hơn nữa à. Thôi, mày đừng có nói, tao xin mày. Cái điều chữ nó kỳ. Lửa. Không có nói. Lửa. Lửa cháy. Lửa cháy nè bà con ơi, lửa cháy. Lửa cháy rồi. Mẹ lửa đi cho con đi. Lửa cháy rồi. 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 Nhìn mầm xanh tan nát tơi bời, xót xa tất già vàng ơi có hay. Nhìn nghẹn đau thương, biết phải làm sao để giữ được mẹ rừng xanh không chết dần mòn trong tay quân tàn bạo. Cây nắng trên cao làm làn da cháy bồng, cây rét đêm đêm làm buốt tầng ơi tờ, ta vẫn không than không ngại gì khó nhọc nhưng bất lực làm sao trước sự im sâu và lòng tham không đáy của những bàn tay muốn hủy diệt đất quê mình. Còn gì nữa đâu để buông làng ta chăm bón giữ gìn. Nhìn từng mảnh rừng xanh nay trơ trội mà nghe tim mình như trong mảnh vỡ suối nguồn trào dâng muôn lời than xót xa lặng nhìn cây rừng ngả nghiêng trong chiều buông rời bỏ quê hương đây
sợ lại một lần nữa. Chú Quý Diệt đi rừng xanh là chú Quý Diệt đi cả niềm tin vào sự sống. Xin mẹ rừng xanh, xin thần linh dẫn dắt để chúng con không phải bỏ rừng rời đất mẹ thiên liêng. Thôi là đã trời đã trời hết rồi, đã thiếu rồi hết rồi, trời hết rồi. Không có, rừng trồng lại rồi, rừng chúng ta trồng lại rồi. Honey à, Honey nghe nói nè. Bình tĩnh lại nghe nói nè. Anh sẽ dẫn em đi trồng rừng nhé. Honey à, em có nhớ cái ngày mà đơn vị anh đến đây lần đầu tiên tụi anh gặp em ở trên bờ suối không? Suối? Phải rồi, trên bờ suối đó. Bờ suối hả? Em đã hứa gì em nhớ không? Suối? Em đã hứa là sẽ dẫn tất cả các anh đi lại trồng rừng, em nhớ không? Trồng rừng? Trồng rừng. Đi suối, trồng rừng. Đúng rồi. Đi. Đi. Vậy mình đi đi. Mình đi. Mình đi thì đi trồng rừng nha. Đi trồng rừng. Đi nha. Con nàng ơi. Mọi người ơi. Chúng ta trồng lại rừng đi. Về cái giọng hát của bạn thì Khánh rất là thích. Bạn thể hiện một cái đề tài gọi đang gọi là nhức nhối đúng không ạ? Và bạn đã vào vai rất là xuất sắc. Thì hôm nay bạn đưa ra một chủ đề hết sức là ý nghĩa. Thì Khánh chúc mừng bạn từ cái giọng ca cũng như là từ cái nội dung của kịch bản rất là tốt. Một cái thông điệp hết sức là rõ ràng. Nó đánh thẳng vào những cái vấn đề mà con người ta đang gặp phải về môi trường. Bạn thì bạn ca hay rồi. Nhưng có điều cái cấu tứ của cái tiết mục đôi lúc nó làm cho người ta bị gián đoạn cảm xúc. Cái mở đầu nó là một cái vấn đề khá là lớn và kết thúc giải quyết tôi cho đó là nó cũng khá đơn giản, nó không cân bằng. Hãy chọn một cái kết nào hay hơn. Cảm ơn bạn. Đối với tiểu phẩm này, như anh Trung Dân nói, nó chưa có một cái gì điểm mạnh, điểm nhấn để tạo nên một cái ấn tượng cho người xem. Dòng này anh hy vọng rằng em sẽ rút kinh nghiệm nhiều hơn để cho dòng tới chúng ta sẽ tìm ra những vai diễn tốt hơn. Chúc mừng em. Và bây giờ là số điểm của ban giám khảo dành cho Phương Cẩm Ngọc. Xin mời nghệ sĩ ưu tú Kim Tử Long. 9,5. Xin mời nghệ sĩ Trung Dân. 9,5. Bây giờ là thời gian của giám khảo khán giả tại trường quay bình chọn cho Phương Cẩm Ngọc. Điểm. Xin được chúc mừng. Thưa quý vị, từ đầu chương trình đến giờ thì chúng ta đã cùng lắng nghe những cảm xúc, những câu chuyện về quê hương theo chân các nghệ sĩ đến với những miền đất khác nhau trên quê hương mình. Nhưng quê hương đôi khi không phải là một miền đất cụ thể nào cả, mà đó có thể là những hình ảnh, là những tâm niệm luôn nung nấu trong tim và tâm hồn của mỗi chúng ta. Dù ở đâu đi nữa cũng luôn nhớ về nơi mình đã sinh ra và lớn lên. Trong câu chuyện sau đây, xin mời quý vị cùng đến với những tình cảm ấy. Một con người hết sức bình dị, người mà chúng ta có thể dễ dàng gặp trong cuộc sống này, và họ mang trong mình một tình yêu quê hương mãnh liệt. Chúng ta hãy cùng đến với tiết mục dự thi của thí sinh Nghinh Lộc. Ôi, mấy đứa ơi, phụ má dọn hàng con. Dạ. Thấy lên nè, hai đứa trai cẩn thận nha. Má đồ má. Ở dưới đây lên má. Lên đây lên. Đi lên, không dừng. Chết tôi rồi, chết rồi. Chết tôi rồi. Đi lên, đi lên. Ôi, ê, má bé ba nó đi. Ờ, để lên. Nè, ngang tay để cái bàn bên đây cho.
Ra. Đây, tới đây nè, đây có cơm nè, cơm nè, cơm coi chừng. Coi chừng nóng nha. Con đâu lan rồi chúng mày ơi. Vậy á. Cái này là có người ta đặt sẵn rồi, không có đụng tới nghe chưa? Con cảm ơn má. Này, không có nghe má nói là có người đặt sẵn rồi, cảm ơn. Từng tức, từng tức. Cũng được cho má vui thôi. Hôm nay có tiền trả cho má nè. Ngoài quê mới gửi vô, con gửi cho má trước 200. Thôi vậy lấy 100. Còn 100 để dành đổ xăng bơm bánh xe đi học. Cảm ơn má Tam. Má Tam ơi, đó. Hết cơm rồi. Đứa nào mở nhạc hợp dữ. Tụi nó có cơm ăn, không lẽ má để ba tụi con nhịn đói. Thì đúng rồi, người ta trả tiền trả nợ hết, người ta có cơm ăn. Ai như ba đứa, trời đất ơi, thiếu nợ dai quá trời rồi, nhịn đói thì phải rậu. Má, cho con miếng nước dồi với ba cái tô. Muốn làm gì làm, miễn đừng đụng cơm của tôi được. Dạ. Được. Ê, cái gì vậy? Từ từ, bá cứ từ từ. Mấy đứa, ê, ăn mì gói hả? Dạ. Hả? Dạ, bá cứ bình tĩnh. Đây, má nhìn đây. Thôi. Gì tụi con? Một gói mì tôm mà ba đứa ăn rồi sức đâu mà học. Hết tiền rồi. Vô bới cơm tôi ăn đi. Dạ. Ê, tôi hỏi nha. Thường dạ. Ngày á là đi lẻ, đi một, đi hai à. Nay làm gì mà bảy đứa bay, bảy dùng kinh tế của má là có hiện có mặt ở đây đúng không vậy? Má biết sao bị gì cái bữa nay. Nhậm cục thịt cho thôi miệng nha Trâm. Ăn cơm. Má đứa này. Má ơi. Vậy. Hết rau rồi, cho con miếng lau gan đi. Ê, bảy. Cái rau lan này, cơm này là má nói của người ta đặt mà cứ xin xin hoài à. Má. Vậy. Nhưng mà mấy năm nay rồi á, ngày nào cũng không thấy má luộc rau lan, mà có thấy ai ăn đâu. Khổ quá, đừng có hỏi má nữa, nhiều chuyện quá. Ăn đi. Ủa má, má chừa cho ai à? Nói con biết đi. Tụi bay có lịch sự, có văn minh không? Má đã không muốn nói rồi, làm gì tụi bay hả? Ủa bay má bao quanh má ra hỏi má vậy? Người ta muốn bí mật thì cứ để người ta bí mật đi. Nhiều chuyện quá là ăn đi. Đi. Không được gì, chỉ được cái không được. Má. Nghe. Gì khó nói con nghe đi. Hướng kể ai đâu. Sống là để bụng, chết ăn theo. Thấy mày thật tình má nói cho nghe. Gì vậy má? Thật ra cơm này là có người ăn, mà bây giờ nó chưa ăn, chút xíu nữa nó mới ăn. Ai má? Kìa, nó kìa. Con hả má? Nhi, không phải mày, tránh ra. Nó kìa. Thấy không? Thôi má, con mới về. Tao. Trời ơi. Nè, má bới cơm sẵn cho bay rồi nè. Quá. Wow. Nay nó luộc rau á, lấy đi. Trời ơi, má dặn hoài à. Đi học xong rồi đi về nhà, rồi cái ăn cơm xong đi, rồi đi chạy xe ôm cũng được mà. Trời ơi, rau lan đó má. Ừ. Bay thích nhất rau lan mà. Wow. Nè, má dặn con á, làm gì làm, ráng lo học con, đừng có chạy xe ôm nữa. Má bán cơm này nè, má đủ lo cho con ăn học mà. Thôi má đừng lo cho con. Tôi nói cho nghe nè, tôi nuôi mấy người từ đó hổn à. Bây giờ chả bá vậy nè, có bao giờ mà tôi nói tiếng cực cực tôi khổ không? Ráng đi, nghe lời má, lo học đi. Lúc đó làm kỹ sư đi. Trời ơi, tôi ngồi ở nhà tôi hưởng phước. Nè, để má nuôi con ăn học, học thành tài đi, nghe không? Dạ. Con trai của má ước mơ. Ước mơ. Ước mơ của con trai má sẽ trở thành một kỹ sư nông nghiệp, đi khắp mọi miền đất nước, phủ lên một màu xanh cho quê hương mình. Cha mày. Má đánh con. Con ai mà ước mơ gì mà chỉ đại dữ vậy con. Ăn cơm no xong vô bài nghe. Dạ. Sớm Tân ơi. Dạ rồi, nghe rồi. Ê, đợi xíu à. Ăn cho xong tô cơm đi rồi ra. Đi con chải sống này đi, rụng về con ăn nha. Ăn dở mà. Chút xíu nữa con về con ăn nha. Đợi chút, cái thằng này chưa ăn xong cơm nữa. Nó đi luôn à. Nó không về à. Nói chút về, nó ăn cơm. Vậy đó. Mà cả cái xe cơm này nè, đợi nó mà nó không có về ăn. Tân ơi,
Mãi cho tới bây giờ con vẫn chưa tốt nghiệp mà. Má, tụi con tốt nghiệp rồi má. Tốt nghiệp hết rồi hả? Trời ơi, má thương cậu bay, má thương cậu bay như con như má vậy đó. Cậu bay tốt nghiệp vậy là má vui lắm. Nè, nghe má dặn, đứa nào á quê ở đâu thì về đó cống hiến để mình làm phát triển quê hương mình, nghe chưa? Dạ. Má nhờ tụi con chuyện được không? Dạ, có chuyện gì á má cứ nói đi, tụi con làm được hết rồi má. Má biết bữa nay tụi bay tốt nghiệp mà, có giấu má. Chuyện này dễ lắm, đợi má xíu. Nè, Cần Thơ gạo trắng nước trong, Phan Rí thanh long, Quảng Trị nè, Đồng Nai cao su với bò sữa nha, Hải Dương mùa giải năm nay phải bội thu nha con. Buôn Mê Thuột đen như cục nhà trái vậy đó. Này nữa, ở Huế ráng nha con. Rồi má dặn về quê hương của mình mang theo nha. Ủa, cái này là cái gì vậy má? Gì vậy má? Con trai của má. Má nhờ mấy đứa cứ về quê hương của mình mang theo anh đi, giúp má, giúp anh làm màu mỡ đất quê hương. Tân ơi, con đi với mấy em nha con. Đi với mấy em đi con. Ninh Lộc đã làm cho tôi nhớ là một cái khoảng thời gian tôi đã từng là sinh viên của trường nghệ thuật sân khấu 2, nay còn gọi là trường sân khấu điện ảnh. Bà Chính bán cơm, một cái người bán cơm bình dân trước cổng trường, đã nuôi không biết bao nhiêu thế hệ nghệ sĩ. Có những người nổi tiếng vẫn còn mang ơn của bà Chính bán cơm. Để có được một cái suy nghĩ về tương lai và gửi gắm gì đó cho quê hương thì đây là một trong những cái tiểu phẩm mà tôi cho rằng cái chủ đề của nó rất là rõ. Bạn mượn những cái tình tiết cảm động, bạn gợi lên cả một cái không gian và cả một cái ước mơ, quá nhiều cảm xúc và ý nghĩa. Tôi cho đó là một cái sự thành công của bạn về mọi thứ. Cảm ơn. Dạ, cảm ơn thầy. Qua nhiều dòng thì anh thấy Lộc càng ngày càng có nhiều cái kiến thức hơn, nhiều cái sáng tạo hơn. Và hôm nay thì với một tiểu phẩm theo anh thì rất là tốt. Anh nói thật, với một cái đầu và với một cái suy nghĩ của em khi mà em tìm ra được một cái tiểu phẩm như vậy thì anh nghĩ là quá tốt. Cái dàn dựng nó có thể thiếu nhưng ý tưởng nó phải có. Và cái ý tưởng của em rất tốt trong tiểu phẩm này. Chúc mừng em. Bây giờ chị Chính nói về cái mặt cảm xúc. Đây là một chủ đề khá là quen thuộc nhưng mà nó luôn luôn tạo cho mọi người có một sự xúc động và ấn tượng rất lớn về cái chủ đề này. Em diễn quá hay. Và hơn nữa là bạn đã đẩy lên được một cái chung. Đó là gì? Trong cuộc sống chúng ta, cái cần nhất là cái sự sẻ chia. Xin chúc mừng em. Và bây giờ là số điểm của ban giám khảo dành cho thí sinh Nghinh Lộc. Xin được mời nghệ sĩ ưu tú Kim Tử Long. 9,75. Dạ, cảm ơn anh. Và bây giờ là số điểm của nghệ sĩ Trung Dân. 9,5. Dạ, cảm ơn thầy. Và bây giờ là thời gian dành cho các khán giả tại trường quay bình chọn cho Nghinh Lộc. Điểm. Xin được chúc mừng Nghinh Lộc. Thưa quý vị, Sao Nói Ngôi hôm nay với chủ đề nẻo đường quê hương, với mong muốn rằng qua mỗi tiết mục được biểu diễn trên sân khấu này, nhắc cho chúng ta nhớ rằng ai cũng có một quê hương để nhớ, để thương.
Cuộc sống hiện đại có thể cuốn chúng ta đi, nhưng những khoảnh khắc nhớ về quê hương luôn là những điều ý nghĩa nhất. Bởi nơi đó có những người thân thương nhất trong gia đình, những người thân yêu, những kỷ niệm đẹp. Và những kỷ niệm đẹp ấy thật đáng nhớ khi gắn liền với hình ảnh quê hương. Và đó là những gì mà chúng ta sẽ cùng chia sẻ ngay sau đây qua tiết mục dự thi của thí sinh Nhất Duy. Lê Hồng ơi! Nè, cái chỗ đây chỗ người ta bán xong nước, mình bán uống, mình tuốt ra sân banh mình bán. Đi vô sân banh ta bán. Gì vậy? Ê Tèo, tao đang bán trái cây mày lại đây mày phá làm sao mày hả? Tao nói thiệt với mày, ở cái xứ này, cái người mà xét ra bán ế nhất là mày. Nè. Gì? Ánh mắt tỏ ra ngây thơ thẹn thùng hả? Thẹn thùng cái gì? Đừng nghĩ là tao không biết nha. Vậy biết gì? Mày thích con xiên con bà bảy chứ gì? Tầm bậy. Mày khùng quá, tao nghĩ sao thích con xiên. Gì vậy? Gì bối rối rồi núp đớp đâu? Đi lên đây, xuống đây. Làm gì? Xuống đây. Nghe tao nói. Trong cái xóm này, mày thích ai cũng được. Dẹt con xiên ra. Thiệt. Ngày xưa ở trong cái xóm này, từ cái thổi mà nhi đồng á mới nhú lên thanh thiếu niên á, tao là cái đứa đầu tiên trong cái xóm này thích con xiên. Trời đất ơi, ngày tốt nghiệp trung học phổ thông chưa lãnh tấm bằng, tôi về tao hốt mẹ tao qua hỏi chú con xiên liền. Tao vừa mới bước tới cửa nhà đó thôi, tao mới kêu xiên ơi. Bà bảy bà bước ra, tao bỏ mẹ tao chạy về luôn. Trời ơi, sao kỳ vậy? Tự nhiên bước ra mày chạy vậy? Tao nói bà bảy như một con sư tử Hà Đông. Mày đừng bao giờ đụng tới con xiên. Nói tới ngày xưa mà tao mà muốn cưới, tao cưới con xiên nè, tao đời tao cưới vợ tao đi. Bộ hối hận lắm hả? Vậy tìm ra được gì ghê vậy? Minh! Ủa, không làm cái gì ở đây? Ai đây? Vợ mới cưới của tao. Sao nãy tao nhớ mày nói mày muốn cưới xuyên mà. Cái gì? Minh ơi, xin lỗi. Tôi không có làm gì ông hết. Giác á! Vậy bác cứ theo đi đâu vậy? Qua nhà mà bảy kiếm con xiên tôi bữa đó ra. Nói đòi chém em, cái anh mới bảo vệ cho em mà. Anh bảo vệ em, tuy em đánh anh là sao không hiểu gì trơn vậy? Ủa, không có, cái này em đánh lộn. Đâu, em chết luôn vậy. Đâu, đúng rồi, em có. Thôi, chết chào, quên. Gì vậy? Để em ra đây rồi, má em đâu? Má ngủ rồi. Ngủ rồi? Em mua thuốc ngủ cho má ngủ rồi. À, trời. Nhưng mà má em có cái tật á, trước khi ngủ không có uống thuốc. Chết rồi, thôi, kiếm chỗ trốn. Hả? Đi đâu vậy? Kiếm chỗ trốn như nào mà trời chết. Trời ơi, má ngủ rồi, anh đừng có lo, không có sao đâu. Trời ơi, hồi nãy kia làm cái mệt quá trời, em vô. Anh... Trời ơi, sao tự nhiên hôm nay thấy tai của em mịn quá trời. Ôi, không những em tay mịn màng mà em còn dễ thương nữa. Anh thích lắm luôn á, anh yêu á, là mỗi khi em đánh anh như vậy đó. Đau quá. Đau hả? Ủa, ai đau. Biết anh nói là đúng. Anh yêu em những lúc em đánh anh vậy có đúng sao rồi. Không? Hả? Xuyên à? Gì? Em có thấy giữa trưa mà mình ngồi, mình nằm đây, mình ngắm mặt trăng thiệt là đẹp không? Ủa? Chưa làm gì có mặt trăng này, mặt trời mà. Quên nữa. Vì mặt trời đang nằm cạnh anh nè. Trời. Hay không em? Kỳ quá à. Không chơi với anh nữa đâu. Xuyên à, Xuyên à, để anh. Thôi nha, không có chồng em nha, đừng có giết em nha. Để anh với Xuyên. Xuyên à, Xuyên à. Trời ơi, Xuyên ơi. Trời ơi, anh đi Xuyên. Anh ơi. Trời ơi.
Má, để từ từ má sắp lại cái ruột non. Mày đỡ tao vậy? Dạ dạ. Má có sao không má? Nhớ tao má mày hả? Chắc là một bên coi. Dạ. Hỡi Nam Kình Ngư Nguyễn Văn Lưới, nếu mà lặn ở dưới được á, coi như dài năm bữa thì lặn, chứ tôi là tôi đứng đây một tháng tôi đợi cậu đó. Má hả? Trời ướt hết trơn rồi. Trời ơi, lùi con lùi cháu bà lùi, gia đình không có đường lui hả? Dạ dạ vậy thì lần đầu tiên gặp bác, mặt bác con cũng xin phép bác con về. Dạ anh lùi vậy đâu vậy? Thì về thôi chứ vợ mẹ em ra đây rồi chết anh luôn đó, hiểu không? Ủa? Anh sợ má em lắm. Thôi. Không được đâu. Không có nói nhiều, con xin qua đây coi. Dạ. Hai đứa yêu nhau phải không? Không. Dạ. Gì vậy? Nói gì vậy? Im lặng, im lặng. Trả lời bác một lần nữa, con có yêu con gái bác không? Dạ có. Thiệt tình luôn á. Anh trả lời lại một lần nữa, bây giờ không yêu đúng không? Phải biết chứ mà. Trời ơi, đầu hẻm mà chia sẻ hơi túa xuống quá trời đông kiếm bà kìa. Người ta nói là người ta xuống gì? Cưới mày đó Xuyên. Kỳ á. Kỳ vậy? Thì tôi gả con gái tôi lên Sài Gòn chứ kỳ vậy. Ủa má, sao má gả con lên Sài Gòn mà má không nói con hay vậy? Bác ơi, con với Xuyên đã yêu nhau lâu lắm rồi. Rồi sao? Hả? Bác có gửi thiệp mời nhớ đưa con nghe. Ủa, trời ơi, con hèn chưa kìa. Anh nói gì kỳ vậy? Kỳ vậy? Anh không có em hả? Tao nói đi về đi, nói nếu mà có làm đám hỏi thì em mua trái cây ủng hộ con nghe. Con yêu Xuyên. Xuyên, không được đâu Xuyên ơi. Bác ơi, con với Xuyên đã quen nhau lâu lắm rồi. Nói thiệt với bác, tụi con yêu nhau nhiều lắm. Bác ơi, bác gả Xuyên cho con đi. Con biết là con nghèo, nhưng mà bây giờ con sẽ cố gắng, con thiệt là giỏi hơn, và con sẽ lo được cho Xuyên mà. Con xin bác á, bác gả Xuyên cho con đi bác à. Đau, 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 tao đẻ mà mày giết nó chết đó. Buông ra giùm. Không được đâu bác, Xuyên ơi, em đừng có lên trả, anh lấy người ta mà, anh xin em đó. Lấy ai, lấy ai, lấy ai, có giọng đâu lấy. Chứ vậy nữa, xe người ta đón đẩy hết trơn rồi, không lấy thì chết. Đâu chó. Có chiếc xe nào đâu. Vậy anh lùi, anh nói với anh nói lại lần nữa đi. Anh có thương em không? Thương. Anh thương em. Má ơi, anh lùi anh chịu nói là anh thương con rồi kìa má. Má có nghe không? Nghe, tôi nghe đây, đứng đây mà không nghe sao được. Tôi nói thiệt với cậu nghe, tôi đợi cái câu nói này của cậu biết bao nhiêu lâu cậu biết không hả? 2 năm trời cậu quen con gái người ta, chớ hề bước qua nhà thương với tôi một tiếng. Dạ, con sợ. Sợ cái gì? Con sợ bắt chơi con nghèo. Không qua sao mà biết mà sợ hả? Đó, con gái người ta, cuộc đời con gái người ta chỉ trông là lấy được cái người chồng bản lĩnh, miễn sao cậu chí thú làm ăn, cậu lo cho con gái tôi đàng hoàng là được. Dạ thôi, tóm lại là bài cái trò để thử coi là có thương Xuyên thôi con. Chứ không làm gì chắc gì nó nói nữa nè. Hứa gì với tôi có nhớ không? Dạ nhớ, con hứa là con sẽ thương Xuyên. Thương rồi sao? Con sẽ yêu Xuyên. Yêu rồi sao? Con Sao? Con sẽ cưới Xuyên. Cưới thì cưới. Dạ. Con đợi mày con nhiều đó đó. Dạ. Trời đất ơi. Trời ơi. Con đi vô. Cái tiểu phẩm của con thì nó nhẹ nhàng, nó cũng có những cái tình huống hài bất ngờ. Nhưng mà giá như con gia công thêm, thí dụ cụ thể như cái chuyện mà hai đứa rượt đuổi nhau chui qua cái bụi rơm thì lòi ra không phải là cô gái mà là bà mẹ đó. Giá như con duyên dáng hơn chút xíu nữa thì tiếng cười nó sẽ nhiều hơn. Hy vọng rằng nếu mà con có vô vòng sau thì con sẽ làm ấn tượng hơn. Thực sự mà nói, cái nhân vật này nó rất là duyên, nhưng mà con chưa lột tả được cái đó. Chắc có lẽ là vì con chưa có nghiên cứu sâu về hài. Chú khuyên con hãy làm theo những cái mà con đang có. Cái tiết mục của em thì thực ra xem thì nó rất là dễ thương, khá là tròn trịa. Nhưng mà không khéo, nếu mà trong cái tiết mục của em hôm nay là những cái bạn diễn là lấn lướt hơn em đó. Hôm nay cũng là một cái để mà em rút cái kinh nghiệm và đầu tư hơn về cái vai diễn có nội tâm cảm xúc, thì nó sẽ đẩy mạnh cái hình ảnh của em lên. Xin được cảm ơn ban giám khảo. Và bây giờ là số điểm của ban giám khảo dành cho Nhất Duy. Xin được mời nghệ sĩ ưu tú Kim Tử Long. 9,5 điểm. Xin mời nghệ sĩ Trung Dân. 9,25.
Bây giờ là thời gian của khán giả tại trường quay bình chọn cho Nhất Duy. Xin mời quý vị. Chín phẩy bốn điểm. Chúc mừng bạn. Thưa quý vị, ngày hôm nay 6 thí sinh của chúng ta đã đưa quý vị đến với những nẻo đường quê hương, nơi mỗi người chúng ta luôn trân quý và gìn giữ. Và bây giờ điểm số của ban giám khảo dành cho mỗi thí sinh như sau. Thí sinh Trương Anh Đào, tổng điểm 37,90. Thí sinh Trịnh Thắng, tổng điểm 37,90. Thí sinh Phương Cẩm Ngọc, tổng điểm 37,90. Thí sinh Nhất Duy, tổng điểm 37,40. Như vậy chúng ta còn hai thí sinh cuối cùng, đó chính là Bảo Ngọc và Nghinh Lộc. Thí sinh đạt giải thưởng nhất tuần đó là Nghinh Lộc. Xin được chúc mừng Nghinh Lộc với tổng điểm 38,40 và Bảo Ngọc với số điểm 38,15. Chúng tôi xin được trân trọng kính mời nghệ sĩ ưu tú Vân Khánh và nghệ sĩ Trung Dân lên sân khấu trao giải thưởng nhất tuần cho thí sinh Nghinh Lộc. Vẫn biết tình nhà còn rầy rứt, nhưng giữa triều đàn phán xử phải công minh. Thái hậu thượng dư đã phạm tội tài đình, tư thông quốc tắc, phải thọ hình theo luật pháp. Thái sư, ta xin người. Thái hậu tiên chỉ kỳ gia, hậu chỉ kỳ quốc. Xin Thái hậu phân xử công minh để làm gương cho thần dân trăm họ. Bằng không, lòng hổ thẹn như muôn dân. Xin lấy cái chết để mà càng gian. Chuẩn tâu. Tạm ban chiêu đi. Bình rượu đâu? Sao người ra đi khi nó
em phải làm sao đây? Ý Lan, Ý Lan, con người. Ai Khanh, trước khi ta đây xuất trận, ta có đôi lời cùng lại với nàng. Ngoài biết vì giặc dữ lâm đen, trong triều nội sự tình đang rối rắm, ta ra đi không biết bao giờ ta trở lại. Quân chưa, nên nhớ thận trọng. Ý Lan, nàng nên thận trọng. Quân chưa, quân chưa. Ý Lan, tại sao bà lại giết ta? Tại sao bà lại giết ta? Có phải vì lòng ghen hờn ích kỷ của bà mà bà giết ta? Với ngôi vị của bà có thể cứu được mạng ta, tại sao? Có phải vậy không? Có phải vậy không? À! Ta không phải là kẻ tán tận lương tâm vì chút hờn ghen bà đã tai hại. Đời nguyện rủa khi hạ bút châu phê đoạn tình trước nghĩa để cho lòng ta phải tan nát tay bời. Tứ thông dư dặn Hương Dương ơi, bà má tôi chơi đất trời khuấy động lòng người làm triều cương rối loạn. Tiên Dương băng hà áo quân nhỏ dài, trong nồi đau quằn quại nào, để ngôi đây chịu lung lay, vua còn nhỏ phải bình an lòng thiên hạ. Thái hậu Thượng Dương phạm tội tài đình, làm cấm phận muôn dân. Ta đau đớn như tim mình tan nát, nhưng biết phải làm sao khi dân nước nguy nan. Thượng Dương bà chết không phải vì sự ích kỷ của ta, mà bà phải đền tội cho muôn dân trong hồ. Khi tất cả đổ máu xương vì đất nước, bà lại âm thầm cấu kết lũ ngoại bang. Ý Lan, nàng đã không phụ lời ta ký thác. Đất nước cần một vị vua, Âu quân còn nhỏ dại, nàng phải buông rề nhiếp chính. Thái hậu Linh Nhân không hổ thẹn cùng sang hà. Quân vương, đất nước này cần một vị vua, vua còn nhỏ, ta buông rề nhiếp chính. Hoàng thượng gia lâm. Dương Nhi, hãy nhớ lấy lời ta dặn, muốn nước giàu dân mạnh, điều quan trọng hơn là phải biết nghe lời can gián của đấng trung thần. Lời nói ngay nghe chướng tai, để giáo hóa thì sâu
qua giảng tuế. Giảng tuế. Linh nhân thái hậu thiên tuế. Thiên tuế. Anh biết rằng là em đã cố gắng hết tất cả khả năng của em, thì có lẽ là cuộc sống thì mình chưa có nhiều trải nghiệm để mình có thể áp dụng vào những cái vai diễn nặng ký như vậy. Nhưng anh thấy được một cái viên ngọc thô cần dùi mài, và anh tin là em sẽ đạt được thành công với ước mơ của mình. Anh luôn nói với lại tất cả các bạn đồng nghiệp của anh là em là một giọng hát quý của sân khấu cải lương. Các bạn trẻ đó, khó mà có ai có một cái giọng hát dài hơi, chuẩn cao vút như em. Với kịch bản này, đối với anh thì dàn dựng chưa tốt. Nó không đẩy cao trào lên được, và nó không làm lột tả được một bài Ý Lan nhiếp chính. Thứ nhất là tôi rất là phục các bạn khi chọn thể loại này. Không đơn giản, mà đặc biệt là bạn có những cái đoạn độc thoại rất là khó, độc thoại cho cải lương rất là khó. Đó là chưa kể nha, đây lại là một trích đoạn mới hoàn toàn. Cho nên là cái điều này để thấm được không phải đơn giản đối với em. Tôi mong là giống như anh Kim Tử Long nói là bạn phải chú ý tới phần dàn dựng. Nhưng mà bạn có cơ sở để làm tốt tất cả những điều đó. 9,5. Xin mời nghệ sĩ ưu tú Kim Xuân. 9,75. Và xin được giữ lại số điểm của ca sĩ Nguyễn Phi Hùng. Còn bây giờ là thời gian của khán giả tại trường quay bình chọn cho Phương Cẩm Ngọc. Xin mời. Điểm. Xin được chúc mừng. Ngay bây giờ, Quế Trân xin mời quý vị cùng đến với một tiết mục biểu diễn chắc chắn rằng sẽ gợi nên nhiều cảm xúc trong lòng quý vị khán giả. Câu chuyện được nhạc sĩ Xuân Hồng kể trong một bài hát rất nổi tiếng của ông mang tên Chiếc Khăn Tay với những lời ca tha thiết. Mời quý vị cùng đến với tiết mục này với phần thi của thí sinh. Miếng mỉm cười ướm bóng người tặng chiếc khăn tay.
rồi chim én lượn bay trên cành. Làm quà xuân gửi tặng anh về phong quân, đường chỉ mai chẳng được khéo tay, xin các anh hãy vui lòng nhé. Tuy chiếc khăn tay không biết sẽ về ai, đôi cánh chim bay không biết sẽ về ai, nhưng lòng em vẫn tin ngày mai. Ngày mai rợp bông cờ bay, thì mai cầm chiếc khăn tay em đón nhìn. Môi chỉ kim theo nghĩa theo tình, tình yêu thương anh, tình yêu non nước, gửi tâm tình theo bước quân đi. Khăn này gửi anh dùng để gói theo cơm năm, khi hành quân, khi hành quân cơm sẵn bên lưng, dính thêm lòng khi nắng hạ mưa giông. Khăn này để thao trường bữa nắng trưa gay gắt, đổ mồ hôi, lao mồ hôi anh dắt bên vai, miếng mỉm cười Hùng. Đánh giá rất cao cái phần dàn dựng của người đạo diễn cũng như là người biên đạo đã dựng ra bài hát này rất là chân thực, và sự hồn nhiên lạc quan của em cũng nói lên được cái tinh thần của những người phụ nữ Việt Nam ngày ấy. Dễ thương lắm. Tôi lại thấy là cả một cái sự cộng hưởng, giống như là nãy Nguyễn Phi Hùng nói là cái người đã dàn dựng cái tiết mục này rất là tinh tế. Chỉ qua một bài hát thôi mà thấy được cả cái tâm hồn, cả cái tinh thần và cái duyên dáng trong một cái dàn nữ trong cái bài hát này, nó làm mọi người cứ xao xuyến. Về mặt dàn dựng rất tốt, nhưng về phần ca em vẫn còn lựa một cái tông nó hơi thấp với em hay sao đó. Những cái nốt mà xuống trầm đó anh vẫn không nghe rõ. Nếu như cái tông này lên thêm khoảng nửa cung nữa thì chắc có lẽ là giọng em sáng hơn. 9,5. Xin mời nghệ sĩ ưu tú Kim Xuân. 10 điểm dành cho Trương Anh Đào. Bây giờ là số điểm của khán giả tại trường quay dành cho Trương Anh Đào. Xin mời quý vị. Điểm. Thưa quý vị, tiếp theo đây chúng ta sẽ cùng gặp một nhân vật lịch sử danh tiếng nữa. Ông là người có công lao rất lớn trong việc đưa vùng đất miền Nam trở nên trù phú và sầm uất hơn, được người dân hết sức kính trọng và tôn thờ. Đó chính là Đức Tả Quân Lê Văn Duyệt. Có rất nhiều câu chuyện và giai thoại về những gì mà Đức Tả Quân Lê Văn Duyệt đã làm cho dân, cho nước. Và ngay hôm nay, một trong những câu chuyện ấy sẽ được đưa lên trên sân khấu Sao Nối Ngôi qua phần thi của thí sinh Nhất Duy. Lê Văn Duyệt, cả cuộc đời phụng sự dưới hai triều đại của nhà Nguyễn. Từ năm 1781, ông theo chúa Nguyễn chống Tây Sơn, có được nhiều chiến công vang dội. Ông trở thành đại thần và được chúa Nguyễn tức vua Gia Long phong làm khâm sai trưởng Tả Quân Dinh Bình Tây Tướng, tước quận công. 1820, vua Minh Mạng cử ông vào Nam làm tổng trấn thành Gia Định lần thứ hai. Và từ đây, muôn dân Gia Định có được một đức công, Tả Quân Lê Văn Duyệt, vị quan thanh liêm yêu nước thương dân. Tổng trấn thương xót chúng dân thành Gia Định, mà hãy xử tội Huỳnh Công Lý, hãy trả lại bình an cho con dân thành Gia Định. Quan cho chúng con quá, xử tội Huỳnh Công Lý, hãy xử tội Huỳnh Công Lý. Ta là phó tổng trấn thành Gia Định, thuận ta thì sống, thích ta thì chết. Hòa đất Công Lý đối với vua thì hết dạ cúc cung, còn đối với dân thì thẳng tay đàn áp. Ta phải trị tội ngươi, ta phải trị tội ngươi. Lê Văn Duyệt, khanh nên nhớ, nếu sự thật quan phó tổng trấn Huỳnh Công Lý có tội thì khanh phải giải về triều đình để trẫm và bá quan cùng phân xử. Khanh chớ có làm càn mà làm sai lệnh vua phép nước, nhớ phải giải Huỳnh Công Lý về triều đình để trẫm luận tội. Ta phải làm sao đây? Nếu như trái lệnh vua
thì sẽ mang tội khi quân phạm thượng. Còn nếu như giải Quỳnh Công Lý về triều thì xem như thả hổ về rừng. Dưới sự chở che của đức vua cùng sự xu nịnh của những kẻ bề tối bên cạnh người thì chắc chắn Quỳnh Công Lý sẽ thoát tội, và người mang tội với muôn dân Thành Gia Định này sẽ chính là ta. Dân chính là nước, nước chính là dân. Giữ được dân thì mới giữ được nước, còn giữ được nước chắc chắn sẽ giữ được dân. Phải rồi, dòng nước có sức mạnh sẽ xóa đi tất cả, sẽ che đi vết nhơ ô uế của tên ác gian kia, và sẽ lưu truyền vào ngàn sao hậu thế. Ta phải xử tội hắn. Quân đâu? Dạ. Giải phạm nhân vào. Dạ. Đánh ra, buông ra. Này ông Tả Quân, hôm nay ông mời ta đến đây để làm gì? Ta không mời, mà ta bắt. Bắt ta? Vậy ông biết ta là ai chứ? Quỳnh Công Lý, phó tổng trấn Thành Gia Định. Vậy mà ông vẫn dám bắt? Cho hỏi, ta đã phạm tội gì? Tăng xu thuế, đàn áp dân lành, để khiến dân khổ càng thêm khổ. Ta tăng thuế là vì ai? Là vì ai? Là vì muốn tốt cho Thành Gia Định. Xu thuế dân nộp thì mảnh tay bọn rút, ngân sách triều đình rót về cho đất nước thì thẳng tay che giấu đi. Công Lý, hãy ai kêu ai thì ông bức tử chẳng dung. Bao nhiêu tội trạng đó đủ để ta xử tội ông chưa? Tội? Ta mang tội à? Ông sẽ xử ta sao? Ta sợ ông quá. Ông vẫn còn chưa hết tội đâu. Đối với kỳ trân dị bảo của đất nước thì cống nạp cho ngoại bang, ý quyền cày thế, giết chồng đoạt vợ. Bằng chứng đâu? Chứng cứ đâu? Được lắm, ông ủy biên à. Đây, đây chính là bức thư được viết bằng máu của con dân Thành Gia Định. Ông còn chối tội hay không? Đó chính là bức thư ngụy tạo nhằm hãm hại ta thì sao? Ông nghĩ ta tin chắc? Vậy thì còn là nhân chứng, là con dân Thành Gia Định này thì như thế nào đây? Đúng vậy thưa đức ông ơi, tội ác của Quỳnh Công Lý muôn dân Thành Gia Định không ai mà không biết. Xin với đức ông hãy trị tội Quỳnh Công Lý. Trị tội Quỳnh Công Lý trước mặt của ta mà ông còn dám đàn áp dân chúng như vậy à? Hơn 10 tội trạng của ông đã quá rõ ràng. Hôm nay ta, Lê Văn Duyệt này, nhất định sẽ xử trảm ông. Ta là quốc trượng, là cha vợ của đức vua. Ta chỉ dưới một người mà trên cả vạn người. Ngươi lấy tư cách gì để mà trả anh ta? Nếu ngươi làm trái ý vua thì ngươi là đồ phản nghịch. Tả Quân Lê Văn, ngươi chỉ là một kẻ bất tài, một người đàn ông không ra đàn ông, đàn bà lại không ra đàn bà, là đàn ông mà lại không có. Hỡi muôn dân thật gia đình, ta tin vào sự anh minh và sáng suốt của hoàng thượng. Như ánh mặt trời chói rạng, dẫu có là dân hay hoàng thân quốc thích, khi có tội thì phải xử như thứ dân. Đây,
ta lấy quyền tiền trảm hậu tấu của Thế Tổ ban cho, để Lê Danh Duyệt này xử tội Huỳnh Công Lý. Lê Danh Duyệt, bẩm hoàng thượng, xin hoàng thượng hãy vì giang sơn xã tắc mà thứ tội cho thần. Dẫu biết trái lệnh vua là khi quân phạm thượng, nhưng xin hoàng thượng hãy hiểu cho rằng việc này có sống sẽ sống vì nước, có chết sẽ chết vì dân. Chào Nhất Duy, Hùng rất là bất ngờ với một người từ kịch mà chuyển qua với những bộ, những cái thế và những cái giọng nói của bạn rất là hào sảng, thể hiện được một danh tướng. Phần biểu diễn của bạn đã cho Hùng rất là nhiều cảm hứng, cũng như là cảm phục cái sự khổ luyện của bạn. Tất nhiên, để đòi hỏi con phải hóa thân, phải làm trọn vẹn Đức Tả Quân thì là điều không thể. Có lẽ vì con còn nhỏ, và ngay cả con cũng không phải là một người quen về những cái lối diễn nó có hơi hình thức cổ trang, cổ xưa như thế này một chút. Thành ra từ cái bộ điệu, cái cách ra bộ, hay là cái thần thái, hay là cái ánh mắt uy nghi, thì con vẫn còn lúng túng. Đó không có trách được, vì muốn diễn được một cái vai đó thì phải thầm cỡ, hiểu biết về sân khấu, kinh nghiệm về sân khấu, và kinh nghiệm về cách trang phục về cổ trang nữa. Chú vẫn tiếc là phải chi dàn dựng nó có những cái kịch tính hơn thì tiểu phẩm này sẽ là rất là xuất sắc. 9,5 điểm. Xin được mời nghệ sĩ ưu tú Kim Xuân. 9,5 điểm. Bây giờ là thời gian của khán giả tại trường quay bình chọn cho Nhất Duy. Xin mời quý vị. 9,4 điểm. Xin được chúc mừng. Thưa quý vị, lịch sử hàng ngàn năm dựng nước và giữ nước của dân tộc ta đã trải qua biết bao thăng trầm và biến cố dữ dội, không chỉ được ghi lại trong sách sử mà còn truyền lại qua những truyền thuyết từ đời này sang đời khác. Trong đó có một câu chuyện hết sức bi tráng nhưng cũng nhiều bi thương, đó chính là Mị Châu Trọng Thủy. Ngay bây giờ sẽ được kể đến quý vị bằng ngôn ngữ của nghệ thuật xiếc. Chúng ta cùng đến với phần thi của thí sinh Trịnh Thắng. Thank you.
Tráng ngợp bởi màn biểu diễn của hai bạn, gạt qua những toan tính mưu mô của một cái âm mưu, thì cuối cùng thì con người ta, cuộc sống vẫn cần nhất là tình yêu. Và khi tình yêu họ dành cho nhau trọn vẹn trái tim thì họ sẽ thăng hoa như vậy đó. Như màn biểu diễn mà Phi Hùng vẫn đang có cảm giác như ngồi trên mây mà khi coi hai bạn. Chúc mừng bạn. Có một chút đồng ý với Nguyễn Phi Hùng, nhưng mà lại có một chút xíu không đồng ý. Cô xem thì cô lại cảm giác là không cứ phải là chuyện Trọng Thủy Mỹ Châu. Nó chỉ là cách con miêu tả một cuộc tình đẹp, dù cho người ta sống hay là ở bên kia thế giới. Cô chỉ tiếc một chút cái đó. Phải chi cái người dàn dựng cho con, họ sẽ tạo thêm một vài tình huống để thấy là vai chính là con mà. Trọng Thủy cũng rất rây rứt trong cái chuyện này. Nhưng mà nói gì nói, xin cảm ơn là con giỏi quá. Các con đã có những màn biểu diễn rất là tuyệt vời trên không. Và cô hy vọng là lòng đam mê xiếc của con luôn luôn lúc nào cũng là một cái ngọn lửa hừng hực để con theo cái nghề này. Anh là anh theo dõi em suốt. Vì vậy cho nên anh mong rằng những dàn dựng cho em có những cái nó ăn với lại tiểu phẩm thì nó sẽ hay hơn và nó hấp dẫn hơn. 9,5. Xin mời nghệ sĩ ưu tú Kim Xuân. 9,5 điểm. Bây giờ là thời gian của khán giả tại trường quay bình chọn cho Trịnh Thắng. Chín phẩy tám điểm.
Thưa quý vị, lịch sử hàng ngàn năm dựng nước của dân tộc ta cũng là lịch sử giữ nước, lịch sử của những cuộc kháng chiến vệ quốc chống ngoại xâm. Và trong hành trang lên đường của những người chiến sĩ, có cả tình yêu lớn lao dành cho quê hương đất nước và cũng có những tình yêu tha thiết dành cho những người ở lại hậu phương. Ngay bây giờ, chúng ta hãy cùng nhau chia sẻ tình cảm ấy qua phần thi của thí sinh Ninh Lộc. Trời ơi, nhanh lên bà! Gì vậy? Nhanh lên, ta biết anh sợ, đi chậm nữa. Ngộ quá, đàn ông, đàn an, ở dân biển, chuẩn bị đi chiến trường đánh giặc, sợ ma. Trời ơi, đi về, ra đây chị. Mệt quá. Ê, đi đâu chạy đi. Trời ơi, ra đây là tại vì Cát có hẹn ra đây, hiểu không? Cát hẹn? Ừ. Hẹn em. Cát ơi. Cát. Ê, bà. Cát, hẹn anh. Hẹn anh thì anh đi mình, đi kêu tôi ra đây chị. Trời ơi, tại vì anh sợ cho nên mới rủ em ra đây đó. Không, mệt quá. Nghe đó đã, cái gì đâu có đòi về không à. Với lại á, ngày mơ anh đi rồi, ở nhà nhớ chăm sóc cô tí, nói chừng Cát giùm anh, hiểu không? Biết rồi. Ê, cái gì vậy? Bon. Cát ơi. Trời, sao lại sợ ta? Cái gì vậy? Cát. Dạ. Em làm gì vậy? Hả? Em hù anh chứ gì? Mấy người á, dạ, lần sau không có vậy nữa nghe chưa? Biết rồi. Cát. Dạ. Hai đứa mình à, quen nhau bao lâu rồi ta? Không nhớ nữa. Nói gì thì nói chứ, tới cái đám hỏi mà hai đứa mình chưa có, nói gì tới cái đám cưới đúng không? Trời trời, tự nhiên nói đám hỏi đám cưới đây trời. Ủa, chứ mấy người không biết gì hả? Biết gì? Ngày mơ tôi đi rồi đó. À, bác Chính có nói. Cát. Gì? Chờ tôi nha. Ý là hỏi cưới tôi hả? Trời ơi, đàn ông con trai gì mà hỏi cưới người ta có cái vỏ ốc vậy? Ê, hả? Nghe thử đi. Này nè, nghe thử đi. Con nghe thấy tiếng gì không? Nghe. Nghe thấy gì? Tim đập. Gì vậy? Không phải cái tiếng đó. Nghe lại đi, nghe lại đi. Nghe lại, nghe kỹ một lần nữa coi có tiếng gì khác không. Nghe nè. Nghe thấy gì? Biển. Biển. Biển tôi á. Tôi tên biển á. Hiểu rồi. Xong rồi phải không? Ờ. Nè. Ủa rồi khăn mấy người xài hàng ngày đưa tôi chi đây? Có mùi của tôi đó. Mùi của biển nữa. Không phải mùi của mấy người đâu, mùi của biển ngoài kia kìa. Biết rồi. Chị mỗi lần á nhớ lấy ra hết nhớ. Thơm. Thơm gì vậy? Thì thơm mùi cát. Nghe không? Ê. À, Cát. Mấy người à, nhớ chờ tôi nhé. Tôi mày đó hả Cát? Dạ. Tía đâu ra đây vậy? Ra kiếm bay chứ đâu. Kiếm con chi? Thiệt là tình. Bom đạn nó rải ngoài đó chưa đã hay sao? Vô tới cái làng chài nó rải. Mà tía nói thiệt bay á. Dạ. Thôi tía già rồi, đợt đó ông ấy bay cho tía chết luôn cho rồi đi. Còn hơn bay nhào vô làm chi? Rồi bom đạn nó cướp đi đôi mắt của bay.
Nhìn sao tía chịu nổi con. Tía, tía ơi. Đây tía đây. Con nói tía nghe nè. Ừ. Tía bây giờ tía còn sống, ừ, tía mạnh khỏe thì con có mù mắt cũng đâu sao đâu. Quan trọng là tía đứng đây nè. Bay cứ vậy hoài. Tao nói thiệt bay, hồi đó giờ bay cứ nghĩ cho tía mà. Không ấy bây giờ tía cho tía xin một điều thôi nghe con. Dạ tía cứ nói đi, con làm được con làm à. Bay lấy thằng Bờ nghe. Tía, con là vợ của anh Biển mà sao tía cứ kêu con lấy anh Bờ hoài. Con á, con chỉ làm dâu của tía thôi à. Ủa mà cười không? Mày lấy thằng Bờ thì mày cũng dâu tía chứ, mày là gì của tía? Không, nhưng mà con là con phải lấy anh Biển, làm vợ anh Biển chứ không làm vợ anh Bờ. Rồi bay định chờ nó suốt ha. Thì ảnh về thì con cưới ảnh, còn ảnh không về thì con cứ chờ thôi. Mày chờ 10 năm rồi. Đời người có bao nhiêu lần 10 năm cho mày chờ hả con? 10 lần á tía. 10 lần mày mọc nanh mày nhai đầu tao ha. Không phải. Là hả? Con nhỏ hơn tía 30 tuổi đúng không? Rồi sao? 10 lần có nghĩa là tía sẽ là 100 tuổi già. À. Chị chi lúc đó con 70 tuổi. À. Tía chết con chôn. Ta... con. Rồi tao nói bay nghe là lỡ rồi tới lúc đó bay chết ai chôn? Con không biết. Tía không giấu bay chi nữa. Nói luôn bay nè. Đâu mà chờ lì quá. À. Tao nói cho bay biết ha. Thằng Biển á là bây giờ á là coi như là nó 10 năm nay nó quên bay rồi. Nó có vợ rồi. Nó có con luôn rồi. Tía nói sao? Anh Biển á, anh thương con lắm. Anh không bao giờ làm vậy đâu. Thế nào anh cũng về à. Mày nghe rõ chưa? Mày đi ra đây. Ê, về rồi thì đi ra đây nè con. Thấy không? Mày ngon á, mày ra đây, mày xin lỗi con tao đi. Mày xin lỗi 10 năm thanh xuân con gái người ta cho tao đi. Tía, tía nói chuyện ngay vậy tía. Hạnh. Tía, giọng ai vậy tía? Biển đó con. Tía đừng có nói xạo nha tía. Tía, anh Biển về đúng không? Biển nó về con. Tía, tía, anh đâu tía? Biển ơi, mà tía ơi, con mù rồi tía. Không sao hết con, không sao hết. Quan trọng là thằng Biển nó về. Nói nó về, phải không? Con phải nghe nó nói, phải tin lời tía. Anh à Cát ơi. Cát. Anh Biển. Biển. Anh làm cái gì vậy? Tại sao vậy hả? Anh đi cái gì mà lâu dữ vậy hả? 10 năm trời anh mới chịu về. Anh có biết á là tía nhớ anh không? Hả? Đêm nào tía cũng nhắc tên anh đó đó. Anh á, anh cứ làm thinh vậy hoài. Bởi vậy hả? Tía nói á là anh bỏ em, anh cưới người khác rồi anh có con với người ta. Không có vậy đúng không? Đúng không? Anh không có vậy đúng không? Trả lời em đi. Đúng không? Là vậy. Tía. Anh Bờ. Anh Bờ đúng không? Rồi con thương mà tía. Anh có đi bao lâu anh về? Anh chỉ cần đứng kế bên con vậy nè. Con nghe hơi thở cái con biết liền. Tía đừng có gạt con. Tía. Con nói rồi đó tía. Có gạt được Cát đâu tía. Chú Bờ cũng kỳ nữa. Sao cùng với tía lừa gạt tôi chi vậy trời? Không sợ tôi buồn hả? Rồi á, anh Biển về. Anh Biển, anh biết được. Anh buồn chú á. Cát ơi là Cát, thằng Biển nó không có về con ơi. Ảnh hy sinh rồi đúng không? Anh Biển.
Phải nói là với anh thì tiết mục của em đã trọn vẹn, chiếm trọn trái tim của anh. Bởi vì mình cũng có một người cha là người lính, cũng đi bộ đội. Cha Hùng không mất, nhưng mà khi trở về quê hương thì người yêu cũ cũng đi ly lấy chồng. Trong chiến tranh thì đôi khi chúng ta phải chấp nhận cái chuyện đó. Nhưng mà giá như không có chiến tranh thì biết bao nhiêu người được hạnh phúc. Qua cái diễn của Nghinh Lộc, cô cảm nhận được là cái người phụ nữ bao giờ cũng vậy. Trong bất cứ một thời kỳ nào, họ cũng đã phải đấu tranh rất là dữ dội để có thể giữ được cái bản chất mà từ xưa giờ ông bà mình hay nói là rất là chung tình, chung thủy. Nghinh Lộc lại chứng minh cho mọi người thấy là cái khả năng diễn bi của mình khá là tốt. Đến giờ phút này thì anh khẳng định rằng cái diễn xuất của em nó bắt đầu nó quá chững chạc. Nó không còn là một thí sinh nữa, mà đã trở thành là một nghệ sĩ chuyên nghiệp. Chỉ có một điều trong cái tiểu phẩm này đó, tại sao lại để tới 10 năm trời mới thử lòng em, rồi mới đưa cái khăn đó ra? Có nghĩa là cái khăn này mới đây mới biết đúng không? Hay là đã biết từ lâu rồi? Làm cho anh cảm giác như là chúng ta gài kịch quá. Cái một điều mà anh muốn nói với em từ đầu cho tới tập này đó nha, là em chưa có dùng sức của em để em biểu diễn. Em phải dùng để cho anh thấy được rằng ngoài cái đó ra, em còn có biết biểu diễn về vũ đạo hình thể để tạo nên một nhân vật. Chúc mừng em. 9,75 tròn điểm. 10 điểm từ nghệ sĩ ưu tú Kim Xuân. Còn bây giờ là thời gian của giám khảo khán giả tại trường quay dành cho Nghinh Lộc. 9,6 điểm. Xin được chúc mừng. Một trong những chiến công hiển hách nhất trong lịch sử giữ nước của dân tộc ta, đó chính là chiến thắng của người anh hùng áo vải Quang Trung Nguyễn Huệ. Đi cùng câu chuyện về người anh hùng ấy là hình ảnh của công chúa Ngọc Hân, người đã bằng những dòng thơ, những câu văn của mình tạc vào lịch sử tầm vóc của người anh hùng áo vải. Mà nay áo vải cờ đào giúp dân dựng nước xiết bao công trình. Chúng ta cùng đến với tiết mục của thí sinh Bảo Ngọc. Thật nhu nhược, thế giặc hung hăng, công phân giữa đôi dòng nhật nguyệt. Trăng ơi, trăng có soi sáng đường dài nghĩa sĩ, giúp dọc tôi dẹp giặc cứu non sông. Mặt trời kia ánh nắng cháy rực hồng, tại sao không theo chết bọn xâm lăng đất nước? Đó là điều không thể, chỉ có sức ta đôi mình.
mắt dưới giấc thù. Về non nước, về nghiệp triều Lê, rồi cuộc chiến chính ai là kẻ đương đầu? Phải chăng là người anh dũng Tây Sơn? Dù còn một hơi thở cũng giữ gìn giang sang đắm dốc, thanh gươm vàng gửi bạn ngọc cứu non sông, mai sau này mang lại chiến công, tương lai sáng dọc con hồng giáo là Bắc Bình Dương tới. Phu quân kìa, phu nhân. Phu quân ơi, đất nước đang trong thời nguy biến. Đây là thanh gươm thiếp trao lại cho chàng, như trao cả dân sơn gắm dốc. Phu nhân, phu nhân ơi, người dân Việt quay phục giữ nước, đã qua thời tiễn chim đạt mẹ âu cơ, những đứa con còn lại vẫn đợi chờ, mong nó ấm thanh bình cho nón sông Việt. Không giúp chàng được kề giấy danh niệm quốc tổ, nhưng thiếp đã theo cờ như nửa hồn thiếp với non sông. Sẽ theo ai trên đất chiến cận kề, đầy thanh gươm báo giữ non nước đẹp tình nhà vẹn nghĩa. Phu nhân ta, chàng nhìn kìa, nước Việt ngàn đời vẫn còn hào hùng, trung trung Tây Sơn áo dài, người dân đang phải gian lao mau đào quê xác bên nhau. Khi nước Việt ta sứ hùng hào khí bao la, chung lời quà ca thanh bình ngày mai, ngày vinh hiến bia sứ truyền, cờ đào tung bay mây hồng, lòng không đúng nao lòng. Lè quê cũ mong cầu, xin vào đoàn binh anh dũng hy sinh, cùng dòng sông xua bóng thù. Ngày này xa đi, ngày về vinh quang đoàn viên thủ tục, trời đông sương rét nối dài, xuân về đo ấm tương lai. Từ nơi xa xôi dẹp tan binh lửa ngọc hồi, từ thành Thăng Long xuân về ngàn dân ấm no, đoàn binh hiên ngang ngày sau gian tiếng anh hùng, cờ đào Tây Sơn phô bày hào hùng Thăng Long tiên ca. Ngàn binh sĩ kiên cường lực lượng chống ngoại xâm, hào kiệt soi đèn tiết hành. Phu nhân, trăng sáng chiếu đường dài, nghĩa sĩ bước ra đi là thiên sứ biên truyền. Hồng quân thuyền quyền không chung bước diệt hồ, lửa không thể nào im hơi lặng tiếng, họ xây dựng quán hờn trên mảnh đất cha ông. Chàng chưa bao mồ hôi, cha ông đắp xây sang Hà, giữ yên nước nhà tạo thanh bình ấm no qua ga, nỡ đâu để cho quân thù ngày từng ngày chiếm đi đành sao. Thanh
về nơi quốc tổ. Nghe quân ra đi không quạt gì đau khổ, chung bước bền lòng nuôi chi trong ngoài sân. Thăng Long thành ta cùng đồng lòng chung sức giữ an sang hà, còn cho ta rõ tiếng Tây Sơn. Sĩ ba quân, nghĩa quân đã cùng ta những ngày được mệt nhọc, không quản gì sương gió lúc trời đông, từ Tam Điệp tiến đến Thăng Long, mượn sương này cờ đào áo vải, còn ghi dấu chiến tích anh hùng tranh đấu, giết xâm lăng hào khí chốn Thăng Long. Tiến quân! Với anh thì từng cái chuyển động của em anh rất là thích, bởi vì những cái bộ, những cái thế của em đã chuẩn bị cũng như là có một cái sự chăm chút rất là tỉ mỉ. Chú rất khen ngợi con từ tập 1 cho tới bây giờ. Tập này con tỏa sáng nhất và con ca hay nhất. Từ cái nét con diễn, từ cái giọng con ca, từ những điệu bộ của con khi diễn cái vai công chúa Ngọc Hân, cô không thấy con lượng sượng chỗ nào mà cũng không phải giống như là một cái bài thi nữa, mà giống như là một cái tiết mục mà con đã từng diễn rất là nhiều lần. Thành ra con diễn nhẹ nhàng mà con ca hay lắm. Mười điểm từ nhà sư ưu tú Kim Tử Long. Mười điểm. Còn bây giờ là thời gian của khán giả tại trường quay bình chọn cho Bảo Ngọc. Chín phẩy sáu điểm, xin được chúc mừng. Thưa quý vị, ngay bây giờ xin mời quý vị cùng đến với phần công bố kết quả. Thí sinh Vương Cẩm Ngọc tổng điểm 38,15. Thí sinh Nhất Duy tổng điểm 38,15. Thí sinh Trịnh Thắng tổng điểm 38,80. Thí sinh Trương Anh Đào tổng điểm 38,85. Nghinh Lộc và Bảo Ngọc, thí sinh nào sẽ được giải nhất tuần này? Và giải nhất tuần đã thuộc về thí sinh Bảo Ngọc với tổng điểm 39,60. Và Nghinh Lộc là 39,35. Như chúng tôi đã thông báo ngay từ đầu chương trình là cuối đêm thi hôm nay chúng ta sẽ phải tạm chia tay một thí sinh có tổng số điểm 6 đêm thấp nhất và sẽ gặp lại thí sinh này ở vòng thi lội ngược dòng. Chúng ta xin được nói lời chia tay ở tập này dành cho thí sinh Nhất Duy.
Hy vọng là sẽ gặp lại bạn ở vòng lội ngược dòng nhé.